nay mình sẽ giới thiệu tới anh em một cái bộ cò nhé. Cũng là bộ cò hai chi tiết gắn trực tiếp vào cái thân nỏ ha, thân nỏ hoặc thân súng. Thì trước mình cũng có làm một bộ rồi, nhưng mà nó có một cái chút chi tiết nó hơi thay đổi đi là cái phần này ha. Đây, hai chi tiết của nó đây mọi người. Thì lúc trước mình cũng làm một bộ như vậy, nhưng mà cái chi tiết của cái cò này này nó máng là máng ở phần dưới này ha, không phải là bên hông này ha. Thì mình mới nghiên cứu lại thì đặt cái phần phần chốt máng nằm ngay bên hông á, bên hông phía này này, cái phía mà kéo dây đi ấy, mọi người, thì nó sẽ giảm lực ha, bóp nó sẽ giảm nặng. Một cái tình trạng chung là khi các bạn bắn á thì thường bộ cò nó rất là nặng ha, bóp rất là khó và nó dễ bị lung lay, nó không tập trung vào điểm ngắm á, nó bị dễ rung tay với mọi người ha. Thì hôm nay mình sẽ thay đổi chi tiết nó nằm như vậy đó. Như vậy thì cái lực để bóp cho nó rời cái chốt ra rất là nhẹ ha đó. Thì để cho các bạn dễ bắn, dễ kiểm soát cái độ rung lắc của cái lực bóp cò mọi người. Đó, nhưng mà nó vẫn đảm bảo an toàn nhé, chốt này vẫn rất an toàn nhé. Nó giống như cái bộ cũ nhưng mà nó chỉ thay đổi cái chỗ để đặt chốt thôi nha ha. Nên là không ảnh hưởng gì hết về độ an toàn, nó rất là an toàn và nó rất là nhẹ ha. Cái bộ cò kiểu này rất là nhẹ mọi người nhìn thấy không? Đó, chi tiết. Thì cái bộ này là có một bạn đặt mình làm á, thì mình làm và mình cũng làm kỹ giao cho bạn đó ha. Để nó bạn nó cũng muốn là bộ cò nó phải nhẹ với cả là nó an toàn, rồi sử dụng nó ok. Thì thép của mình làm nó rất là dày ha, thép nó dày, cái này nó dày cỡ 9 ly, mình không đo nhưng chắc là 9 ly khá dày. Thì mọi thứ mình đều làm thủ công bằng tay hết, làm nói chung nó tỉ mỉ ha, nó không phải là làm đại trà hay là làm hàng loạt nhé. Thì từng cái đường cắt từng ấy là mình phải chỉnh chu và kiểm soát nó ha. Đó mọi người nhìn thấy không? Nó phải an toàn, nó dễ sử dụng và nó phải đẹp nữa nha mọi người, thẩm mỹ nha. Thì mình giải thích một chút ha. Cái phần dưới này thì là cái cò để bóp thì nó đơn giản, mọi người dễ hiểu rồi. Nhưng mà cái phần này đây mình dùng cạnh lại tí nào, đây mọi người nhìn ha, cái phần này là phần máng dây, nó quan trọng này. Mọi người gắn vào cái nỏ bánh bi á thì cái nòng ở bên trong nó nhỏ và nó sẽ bị tròn ha. Thì mọi người nếu mà để nó vuông thì sẽ gắn không được đâu, cho nên mình phải mài vác đi mọi người thấy không, mài vác vào như vậy ha, vác vào như vậy thì khi mọi người gắn cái nòng đè lên trên này thì cái phần vác này nó sẽ vừa lọt vào bên trong cái nòng của cái nỏ ha, đúng không? Đó thì nó lọt vào như vậy, và khi mọi người gạt nó về hướng này, đây những ví dụ đây ha, như vậy đó, nằm vậy mọi người kéo cong dây ha, kéo cong dây chạy theo cái thanh nỏ chạy lên vào đây thì nó có một cái máng ở phía sau này mọi người thấy không, bộ phận ở phía sau này để mình gạt cạch lên cái ha, đó thì nó sẽ khóa lại đó, đó thì nó sẽ giữ lại như vậy ha. Đó là tại sao mà mình làm kỹ từng chi tiết như vậy để về mọi người có thể gắn được luôn ha, về là gắn vào xài thôi chứ không phải mình giũa kỹ luôn rồi, giũa kỹ góc cạnh cho mọi người luôn ha, về chỉ gắn vào xài thôi chứ không cần phải làm thêm chút gì nữa. Còn một số bộ cò mình thấy họ bán trên mạng thì nó rẻ lắm, nhưng mà những bộ cò đó thì có bạn mua về sử dụng bảo mình là bắn sao nó nặng quá nhỉ. Thế là mình cũng góp ý cho là mài bớt chỗ này chỗ kia để cho nó nhẹ ha. Tất cả là những bộ cò đó họ bán rẻ bởi vì họ sản xuất hàng loạt, họ làm hàng loạt, họ không có làm kỹ để mà khi mọi người gắn ấy gắn được luôn ha, về mọi người phải chế cháo lại ha, phải chỉnh chu nó lại một chút ha. Còn cái của mình là mình làm để mà về gắn sử dụng luôn, bởi vì mình làm nhiều rồi cho nên mình có kinh nghiệm những chỗ nào nó cần gọt cần tỉa mọi người.
Thì cái bộ như vậy, hai chi tiết như vậy thì mình anh em nào mà muốn mình làm thì cứ nhắn tin qua cho mình ha. Nhắn tin mình sẽ để số điện thoại ở trên video nhé, nhắn tin qua cho mình. Mình sẽ làm bộ như vậy là 250 nhé. Đó. Bộ như vậy 250. Thì công mình cắt rồi chỉnh chi tiết cho mọi người về, mọi người chỉ gắn vào xài thôi ha. Cho nên không cần phải chỉnh chu thêm gì đâu. Thì nó sẽ kèm theo cho mọi người hai con ốc được bắt vào luôn nhé. Đó. Thôi như vậy luôn. Và bây giờ mình sẽ gắn thử vào nỏ và mình hướng dẫn cho mọi người về cách để mà bắt nó vào thân nỏ luôn nhé. Đây ha. Thì ví dụ cái này là cái bán nỏ đi ha mọi người. Thì cái điểm ở đây, ví dụ đây là mình lấy ví dụ nhé, ví dụ điểm đây là mọi người sẽ đặt cái bồ cò đi, xác định điểm đây đặt bồ cò. Thì mọi người sẽ ướm nó vào ở, mọi người sẽ đục cái lỗ ha. Đục một cái lỗ ở ngay đây. Dài và rộng thì mọi người canh cho nó vừa như vậy này. Ví dụ mọi người ướm như vậy ha. Đó, đặt nó vào như vậy. Rồi đặt cái chỗ móc dây này vừa cái mép nỏ nha mọi người. Đó, đó như vậy ha. Thì mọi người sẽ vẽ, dùng cái viết vẽ này, vẽ trừ hao ra nha mọi người. Vẽ nó rộng ra một tí xíu ha. Chờ một chút xíu. Đây mình sẽ vẽ cho mọi người xem ha. Ví dụ bồ cò nó sẽ nằm này, thì mọi người sẽ trừ hao này, cái đục cái lỗ đó, đục một cái lỗ xuống như vậy. Thì mọi người phải trừ hao, tức là khi mà cái cò này nó chuyển động, đây bộ phận máng dây ở trên và cái phần cò dưới nó chuyển động về hướng này để nhả dây ra mọi người, thì nó sẽ chạy tới đâu ha. Đó, ví dụ như cái này nó chạy tới đây, mình sẽ đục tới đây, này nó chạy ra đây, thì mình đục, thì mình không đục theo hình của nó đâu, mình đục nguyên một ấy đi ha, nguyên đường thẳng thì cho nó dễ ha. Đó, rồi cái này có thể mình đục xéo như vậy. Đó, cái phần đuôi này như vậy thì mình sẽ lấy điểm từ đây, đục xéo qua đây. Đó, tức là mình trừ hao nó ra ha, để cho nó có cái biên độ di chuyển đó mọi người. Đó, rồi ha, quay nó lại vị trí cũ. Đó, thì như vậy. Cái bán nội mọi người thì nó sẽ tới đây thôi, cái đồ mỏng á, tức là phần này bỏ đi này. Đó, để mình khi mình bóp cò mình đặt tay lên mình bóp được ha. Đó, thì mọi người sẽ đục như vậy cho mình. Đó, tức là những cái phần mình bôi đen bên trong này đi là mình đục đi này, mình bỏ đi này. Đó, mọi người thấy không? Đó, đục ha. Và mọi người sẽ ướm thử độ dày của cái miếng này, ướm vào đây. Nó dày khoảng bao nhiêu thì mọi người vẽ theo ha. Đó, ví dụ nó dày tầm đây ha. Mọi người sẽ vẽ trên này. Giống với cái đường thẳng nãy mình vẽ phía mặt này này. Đó. Đó, rồi mình đục ở đây ha. Đục xuyên cái này xuống nhé. Đó. Cái chỗ mình bôi đen này nhé, đục xuyên xuống. Và ở dưới này mọi người cũng chia vậy ha. Mọi người lấy hai cái điểm này, cái điểm ở đây và điểm ở đây, mọi người giống ngang qua mặt này ha. Đó, và mọi người cũng vẽ giống ở trên luôn. Đó, thì mọi người đục ngược ở dưới lên. Đó. Rồi ha, khi mình đục được cái phần bên trong rồi thì bây giờ mình sẽ ướm thử xem là cái cò mình nó sẽ như thế nào ha. Để mình khoan lỗ mọi người. Đó, ví dụ như vậy, mình ướm như vậy. Đó, mình đặt nó ở phía ngoài này nha. Đặt ở phía ngoài này để mình ướm, mình khoan, xong bắt đầu mình gắn vào trong thì nó vừa luôn ha. Đó, xong bắt đầu mọi người lấy bút ra đánh dấu vào đây. Đó, rồi bắt đầu khoan hai lỗ giống mình này. Khoan thẳng nha mọi người. Cố gắng canh thẳng xuống ha. Khoan xuyên luôn. Đó, xong rồi bắt đầu mọi người sẽ nhét cò vào thôi. Nhét cò vào hướng này thôi, bỏ cò vào. Đó, bỏ cò vào như vậy. Rồi ở ngoài thì mình dùng ốc mình xuyên qua thôi. Đó, kiểu vậy thôi, đơn giản vậy thôi ha. Thì nó sẽ được. Đó, mọi người thấy không?
Đó. Đó, rồi nguyên tắc hoạt động thì nó như vậy. Trạng thái mà khi mà dây nó nhả ra nó sẽ nằm như vậy nè mọi người. Đấy, mọi người có ngược của ông ta. Đây. Còn dây nó sẽ được kéo từ đây lên ha. Đó, nó đụng vào cái khe này, gạt lên. Đó. Ok. Chốt lại ha. Rồi. Bây giờ mình bóp cò là nó nhả ra ha. Ok. À, ok mọi người. Đó, bộ cò hai chi tiết đơn giản nhưng mà hiệu quả ha. Nó sẽ nhẹ lắm nha mọi người. Mình làm xong mình mài cho mọi người như vậy luôn. Về chỉ gắn vào chơi thôi. Không cần chỉnh gì hết ha. À, những cái thứ mình làm á, anh em cũng có đặt làm này kia nọ nhưng mà thực sự mình không có làm để thương mại nó nhiều đâu. À, mình chỉ là một số anh em mê không làm thì mình nhận mình làm rồi. Thứ nhất là có thứ cho anh em chơi, thứ hai nữa là mình cũng có thêm một khoản chi phí để mình đầu tư thêm máy móc và một số cái dụng cụ hay là cái vật liệu để mình mua về mình sử dụng. Bởi vì mỗi lần làm video cho anh em, ví dụ làm cái nỏ mình cũng phải đi đặt những cái thứ như là cánh thủy tinh này, sợi thủy tinh này, hay là nòng, hay là những cái thứ lặt vặt nhỏ nhỏ. Ngay cả máy móc mình làm mình cũng bỏ tiền túi ra mua rồi, hay là những cái thứ linh tinh, mũi khoan, dĩa cắt nhỏ nhỏ, nhưng mà nó đã ngốn của mình khá nhiều tiền túi ha. Thì làm ra mình chưa có cái nguồn thu nhập nào để mà vừa làm vừa ra video cho anh em xem. Cho nên là anh em nếu mà thấy những cái thứ này nó ok, nó hữu dụng cho anh em thì anh em có thể ủng hộ mình ha. Đặt hàng một số chi tiết nhỏ nhỏ như vậy để mình làm để mình cũng có thể có thứ cho anh em chơi và anh em có thể hỗ trợ mình để mình có kinh phí để ra tiếp video, nghiên cứu những cái thứ hay hơn cho anh em xem và làm theo ha. Đó, thì cảm ơn mọi người nhé. Thì đó, hôm nay mình chỉ chia sẻ về cái phần bộ cò ha. Rồi anh em xem thú vị thì có thể tự làm theo được ha. Ok. À, nhớ đăng ký kênh của mình nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye.